Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Trước tiên em mời mọi người ngắm cái cây lan hồ điệp này. Đây là một cái cảnh hoa. Trước đây là cây lan mà em có chia sẻ với mọi người cách mình kích hoa. Đây ạ. Thì bây giờ cảnh hoa của nó chỗ này thì chút xíu nữa em sẽ giải thích tại sao cái phần chỗ này nó lại mập phình ra như thế này ha cả nhà ha. Thì mọi người thấy không? Những cái mắt này là mai mốt nó có thể phân nhánh được nha. Tại vì bây giờ mình cũng bổ sung thêm canxi này, canxi bo này, canxi boron này. Hai tuần mình bổ sung một lần, loại nào cũng được nha. Nhưng mà nó có thành phần canxi thì cái cành hoa của mình nó sẽ cứng cáp hơn. Và mình tưới ví dụ như thế là như thế này, là mình không tưới 60-30-30 nữa, mà mình sẽ nghiêng về NPK 20 đều. Cây lan của mình nó sẽ đẩy những cái nụ này ra hơn này. Tại vì 60-30-30 là mình sẽ tưới lúc nó mới nhú tới đây thôi. Nhú tới đây thôi nha mọi người. Cô chú anh chị và các bạn bây giờ đang phân vân là tại sao mà cái cây lan hồ điệp của em mà lá nó rụt như thế này, đúng không ạ? Mọi người thấy không? Nếu như cô chú anh chị nào mà thích cái này này mọi người, thích cái lá nó kiểu này này thì hãy để lại bình luận nha. Em thì em thấy nó cũng hay hay, tại vì đây là em nghiên cứu, nói chung em thử nghiệm, em xin lỗi ạ. Em thử nghiệm một loại phân bón. Tại vì em đợt này em lướt lướt YouTube đó mọi người, thì em cũng thấy là một số nhà vườn xài cái phân này, em thấy cũng hay hay, thì thử nghiệm xem sao để chia sẻ với mọi người luôn. Thì khi em thử nghiệm một chậu này á, nó ra như thế này đây. Mọi người thấy rễ thì vẫn phát triển tốt đúng không ạ? Rễ vẫn phát triển tốt nha, không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ chút xíu nữa em sẽ đúc kết lại cho mọi người xem. Đây, trước tiên mời cô chú anh chị và các bạn xem bộ rễ nha. Rễ vẫn phát triển tốt. Thì đây là một cây lan hồ điệp. Đây chỉ là một cây lan tiểu hồ điệp thôi nha, chứ không phải là trung hay là mini hay là đại đâu nha. Tiểu hồ điệp thôi đó. Mà lúc em trồng này, mọi người thấy lá nó, cái lá dưới này giờ do cái ấy thì nó đang bắt đầu hiện tượng bỏ một lá dưới rồi đây này. Mình sẽ đếm lá nhá. Lúc em trồng nó có tới đây thôi này mọi người, mà nó ra lá rất là nhanh. Riêng trong vòng mới có mấy mới có 2 tháng em thử nghiệm phân mà nó ra lá nhanh như thế này đây mọi người. Và bây giờ nó rụt lại rồi. Nó rụt như thế này thì mình sẽ phải tưới phân công thức đó. Nhưng mình lá nó cứng ngắc không? Mọi người thấy lá nó xoáy xoáy, nó cứng ngắc không? Cứng ngắc không? Lá nó cứng lắm. Em ngắm thì em cũng thấy hay hay, nhưng mà như thế này thì nó không được. Nếu như mà cả một cây lan hồ điệp nó như thế này á, thì đôi khi thì mình ngắm lá cũng thích. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy không? Xoáy xoáy luôn này, đã chưa? Đó, mình ngắm lá mình cũng thích. Đó, bên đây này nhìn rất là mập đúng không ạ? Cái cổ lá rất là mập luôn. Nghiêng bên này nhìn thấy cổ lá rất là mập luôn. Đấy. Đấy. Thì theo mọi người thì em tưới cái phân này em mọi người thấy sao mà nó rụt rịt lại? Thì bây giờ không làm dài dòng nữa nha. Cái phần này là lúc mình chưa tưới là cây nó tới đây đúng không ạ? Rồi sau khi mình tưới thì nó phình cái đoạn này ra. Nó phình cái đoạn này ra đúng không ạ? Thì em tưới đây ạ. Phân lá mít đây mọi người. Đây đây. Đây chính là hắn đây. Sao nó lại mờ thế này nhỉ? Đây ạ. Đây. Chế phẩm lá mít thân nụ, mọi người thấy không ạ? Chế phẩm lá mít thân nụ nha. Mọi người lên kênh Hoa Lan Đẹp á, mọi người thấy có bán nha. Em thì em không bán. Thì tưới em tưới tỷ lệ chỉ có 1 gram 1 lít nước thôi, nhưng một tuần em tưới một lần và em tưới liên tục 4 lần và nó như thế này đây mọi người. Tại vì em thử nghiệm á, cái cây này em thử nghiệm cho nên em biết, và cái này em kết hợp với xê sồ luôn nha. Cái này 1 gram và xê sồ 1 mi cho 1 lít nước hai loại thôi mà nó ra như thế này. Thì cứ một tuần em tưới một lần để em thử nghiệm, tại vì em thấy là cái phân lá mít đó em lướt em thấy dạo này là chia sẻ rất là nhiều, thì em thử nghiệm cây lan hồ điệp nó ra sao để em chia sẻ với mọi người. Thì sau khi em thử nghiệm cái chậu lan này thì nó như thế này này, cành hoa vẫn phát triển tốt và rất là mập đấy, rất là mập luôn nha. Cành hoa phát triển tốt và rất là mập. Cái phần này em tưới xa ra, em thử nghiệm 4 lần liên tục đúng không cả nhà. Thường là mỗi một loại phân, một đợt, một chu kỳ mình tưới phân thì mình sẽ phải tưới 3 đến 4 lần liên tục xem cây lan của mình nó có hấp thu được không. Đó, rồi mình sẽ ngưng lại và mình theo dõi. Thì sau khi ấy thì em thấy cái phần này nó mập ra. Đó, cái phần thân nụ lá mít đó nha. Mọi người chỉ cần lên Shopee ấy. Em thì em không bao giờ mua hàng trên mạng hết đó cả nhà. Mọi người lên Shopee á, mọi người gõ là
phân nù lá mít là nó ra nha. Em mua thì 40 đến 50 ngàn một lọ, một thế này này. 40 đến 50 nghìn nha, một hộp như thế này. Em mua thì 40, còn cô chú anh chị mua thì em không biết. Nó hơi bị lóe ánh sáng tí. Đó. Thì mọi người mua, mọi người có thể, nếu như cô chú anh chị và các bạn muốn cây nó có bộ lá đẹp và nó không bị rụt như thế này, thì theo em nghĩ thì mình chỉ tưới nửa gam cho một lít nước thôi. Đây em tưới một gam mà nó như thế này đây cả nhà. Vậy thì mọi người thấy là nó có hay không cả nhà? Nhưng mà nó rụt dữ quá thì nó cũng không tốt. Bây giờ em sẽ phải tưới xa ra và đợt này em không tưới phân nữa, để cho nó kiểu như thế là nó cao cổ này lên tí, chứ nó rụt quá nó cứng ngắc luôn đó cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn thấy dày đúng không? Thân nù lá mít đúng không? Đúng nghĩa là lá mít luôn, nó nù và rụt dày lắm, chứ nó không mỏng tanh mỏng teo giống cái lá hồ điệp mình mua đâu mọi người. Nù và rụt và nó xoắn luôn này, rất là đẹp. Cái này thì chơi lá không cũng đẹp. Em để xem cái hoa nó nở nó làm sao nha mọi người. Nhưng mà ở dưới đây này, những cái mắt phân nhánh á, nó đang sưng này. Đó, nó đang sưng nha. Nó sưng, đấy mọi người thấy không? Em sẽ zoom to cho cô chú anh chị xem. Mập tét, tét thanh nó thân cành luôn nè. Mập, người ta gọi là mập tét nách luôn, nó tét thân luôn, nứt thân luôn. Đó. Đây là thử nghiệm của em nha. Thử nghiệm thực tế nhất của em. Thì em, những cái loại phân nào mà em thử nghiệm được hay không thì em thường là sẽ làm thử nghiệm xong thì em sẽ làm video để chia sẻ tới mọi người, để mọi người có thể tham khảo. Cô chú anh chị và các bạn có ai mà áp dụng cái phân này hiệu quả hay không thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video cho em, để mình cùng giao lưu và học hỏi kinh nghiệm nha cả nhà. Thì đây là em thấy là nó cũng tạm ổn. Tức là như thế này mình có thể tưới, ví dụ như thay vì một tuần em tưới một lần đúng không? Giờ 2 tuần em tưới một lần thì có thể lá nó sẽ dày lại, nhưng mà nó không đến nỗi rụt như thế này, thì cây lan của mình sẽ rất là đẹp. Phân này thực tế là rất là tốt, nhưng mình phải áp dụng đúng. Ví dụ như thay vì một tuần em tưới một lần, bây giờ mình sẽ 2 tuần mình tưới một lần, một tháng mình chỉ tưới 2 lần thôi. Và nếu một tháng tưới 2 lần thì mình vẫn có thể tưới 1 gam cho 1 lít nước được. Để em sẽ thử nghiệm một vài cây khác, xong em sẽ làm tiếp video chia sẻ với mọi người. Còn cái cành hồ điệp của em đây nó đang phân nhánh rồi, nụ đang đẩy rồi. Cái này thì mình sẽ ra chăm cho nó ra hoa Tết. Cái này hoa cũng rất là đẹp, mini này hoa rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đó. Mình sẽ ngắm xung quanh cái chậu một lượt nữa rồi em sẽ dừng video ở đây nha cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn, để cây lan của mình nó có cái cành hoa dài ấy, thì mà mình nên bổ sung thêm canxi nha, rất là cứng cáp luôn ạ. Canxi thì cái phân nù lá mít này thì mình vẫn có thể kết hợp được canxi và rong nha mọi người. Đó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.